Xơ vỡ động mạch là bệnh lý của thành động mạch. Mảng xơ vỡ xuất hiện ở hệ thống động mạch nào thì sẽ gây ra bệnh lý ở vùng động mạch đó chi phối. Khi mảng xơ vỡ được tạo thành ở động mạch vành hay động mạch cung cấp máu nuôi dưỡng cơ tim sẽ gây ra bệnh động mạch vành. Kích thước của mảng xơ vỡ động mạch ở thành động mạch vành có thể rất nhỏ mà mắt thường không thể nhìn thấy được, nhưng cũng có thể lớn đến mức làm hẹp tắc cả lòng động mạch vành. Khi lòng động mạch vành bị mảng xơ vỡ gây hẹp đến mức máu không đủ để đáp ứng được nhu cầu nuôi dưỡng cơ tim, gây ra tình trạng thiếu máu cơ tim cục bộ ở vùng cơ tim do nhánh động mạch vành đó phụ trách. Tình trạng hẹp tắc lòng động mạch vành có thể diễn tiến trong một thời gian dài, nhưng cũng có thể nhanh chóng trong vài phút hay vài giờ. Nếu bệnh diễn tiến từ từ và trong một thời gian dài, thì bệnh cảnh đó được gọi là hội chứng vành mạng. Nếu bệnh cảnh đó diễn tiến nhanh chóng, dồn dập thì được gọi là hội chứng vành cấp. Biểu hiện của hội chứng vành mạng. Hội chứng vành mạng còn có tên gọi khác là bệnh động mạch vành mạng, bệnh động mạch vành mạng tính ổn định. Đây chỉ là một hội chứng chứ chưa phải là một bệnh, vì có rất nhiều nguyên nhân có thể gây ra bệnh cảnh này. Xơ vỡ động mạch chỉ là một nguyên nhân thường gặp trong những nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu máu cơ tim cục bộ mạng tính. Về bản chất bệnh, hội chứng này có thể sẽ thoái lui hoặc có thể diễn tiến thành hội chứng vành cấp. Thiếu máu cục bộ là tình trạng thiếu máu trong một vùng của cơ tim, chứ không phải thiếu máu đi về tim hay thiếu máu cung cấp cho toàn bộ cơ tim. Mỗi nhánh động mạch vành phụ trách cung cấp máu, tới máu trong một vùng cơ tim nhất định. Cho nên, khi hẹp lòng của một nhánh động mạch vành thì sẽ không cung cấp máu đủ trong một vùng cơ tim do nhánh động mạch vành đó phụ trách. Để chẩn đoán và điều trị thích hợp thì sự nhận biết những biểu hiện ban đầu của bệnh là vô cùng quan trọng. Thông tin từ người bệnh sẽ giúp cho thầy thuốc định hướng bệnh, thực hiện những biện pháp chẩn đoán và điều trị tốt nhất. Ở hội chứng vành mạng, chúng ta có sự hẹp tương đối cố định ở lòng mạch vành của một nhánh động mạch vành. Nếu tắc hoàn toàn thì yếu tố chính gây nên tình trạng thiếu máu cục bộ cơ tim là do mất hẳn dòng máu đến tưới cho vùng cơ tim. Nhưng nếu lòng động mạch vành chỉ bị hẹp thì hiện tượng thiếu máu cơ tim cục bộ sẽ chỉ xảy ra khi bị mất quân bình, cán cân cung cấp và nhu cầu. Mất quân bình, cán cân xảy ra khi tình trạng cung cấp máu không đủ hoặc khi nhu cầu oxy cơ tim tăng quá mức. Khi tình trạng hẹp lòng động mạch đến mức dòng máu qua chỗ hẹp không thể đảm bảo được nhu cầu cho cơ tim lúc người bệnh nghỉ ngơi, sẽ làm mất cân bằng cán cân cung cầu ngay lập tức. Có 5 yếu tố chính tác động lên tim, làm cho cơ tim phải hoạt động nhiều và làm tăng nhu cầu oxy của cơ tim. Đó là huyết áp tâm thu, thể tích của buồng thất trái cuối tâm thu, tần số tim, độ dày của thành tim và sức co bóp nội tại của cơ tim. Khi chúng ta gắng sức thì huyết áp sẽ tăng lên, tim sẽ đập nhanh hơn, cơ tim cũng sẽ co bóp mạnh mẽ hơn. Vì vậy, sẽ làm tăng nhu cầu oxy của cơ tim và làm mất cân bằng của cán cân cung cầu oxy cơ tim trong trường hợp lòng động mạch vành hẹp ở mức độ vừa phải. Như vậy, trong trường hợp hội chứng mạch vành ổn định, mạng tính thì tình trạng thiếu máu cơ tim cục bộ chỉ xảy ra khi cơ tim phải hoạt động nhiều hơn. Hay nói cách khác là các biểu hiện của hội chứng sẽ xuất hiện khi người bệnh gắng sức. Tình trạng thiếu máu cơ tim cục bộ có thể gây ra nhiều triệu chứng, thường gặp nhất là triệu chứng đau tức ngực. Người bệnh có thể bị đau ngực lúc gắng sức như hoạt động thể lực mạnh sau bữa ăn no hay khi tức giận, buồn phiền. Tình trạng thiếu máu cơ tim xuất hiện ngoài triệu chứng đau thắt ngực còn có thể có các triệu chứng khác như khó thở, hồi hộp, đánh trống ngực, vã mồ hôi. Đau thắt ngực là một triệu chứng điển hình trong hội chứng động mạch vành mạng. Đau ngực xảy ra lúc gắng sức, đau ngay sau xương ức, cảm giác đau như bóp nghẹt hay dao đâm, đau lan lên vai trái, hàm trái, cánh tay trái và cả cẳng tay, bàn tay trái. Khi có những triệu chứng trên thì người bệnh cần đến bác sĩ chuyên khoa tim mạch để được chẩn đoán và xác định tình trạng bệnh. Biểu hiện của hội chứng vành cấp. Khi một mảng xơ vữa của thành động mạch bị nứt vỡ hay bào mòn đến mức làm lộ các thành phần khác trong mảng xơ vữa, sẽ dẫn đến việc hình thành huyết khối ngay tại chỗ nứt vỡ này. Huyết khối lớn lên nhanh chóng
và sẽ gây tắc, hẹp lòng động mạch vành, khiến cho máu không đến hoặc đến rất ít nuôi vùng cơ tim mà nhánh động mạch vành này phụ trách. Tình trạng thiếu máu nơi cơ tim hiện diện ngay lúc mà cơ tim ở trạng thái không gắng sức. Nói cách khác là đau thắt ngực xảy ra lúc nghỉ ngơi. Như vậy, biểu hiện của hội chứng vành cấp vẫn là triệu chứng đau ngực, nhưng triệu chứng này có những đặc điểm khác với đau thắt ngực trong hội chứng vành mạn. Đau ngực trong hội chứng vành cấp có những tính chất sau. Đau ngực xảy ra lúc nghỉ ngơi, kéo dài trên 15 phút với cường độ dữ dội, làm người bệnh không sao chịu nổi, kèm theo những biểu hiện như vã mồ hôi, tụt huyết áp, nhịp tim chậm, ngất xỉu hay ngừng tim. Nếu người bệnh đau ngực sau xứng ức mà có kèm với một hay nhiều hơn một trong những biểu hiện nêu trên thì phải đến ngay bệnh viện chuyên khoa tim mạch để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.